Xin chào các mom. Thời tiết sang hè nắng nóng, trẻ con rất dễ bị rơm sảy mẩn ngứa. Thì hôm nay chia sẻ luôn cho các mom một loại nước tắm thảo dược từ thiên nhiên rất an toàn với làn da bé. Các bà các mẹ ngày xưa mỗi lần con bị rơm sảy mẩn ngứa là các bà các mẹ tìm tỉ tỉ lá không rõ nguồn gốc nấu tắm cho con cho cháu. Nhưng ngày nay thì đơn giản lắm, chỉ cần một chai nước tắm BB Nay là xong. Với sự kết hợp của 10 loại thảo dược quý từ thiên nhiên mà giá cả thì siêu hoạt rẻ, BB Nay ngoài giúp làm sạch và mát da còn ngăn ngừa rơm sảy rất hiệu quả. Đặc biệt BB Nay không có chất tạo bọt, khi tắm xong không cần tráng lại với nước nên các mom không phải tốn nhiều thời gian tắm cho con. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, các mom thử mua về trải nghiệm cho bé ở nhà xem sao nhé. BB Nay đang tặng 500 chai với giá 1 cành, các mom hãy trả giá xuống 1 cành nhé.